Alo, và chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với trận thi đấu thứ hai trong trận đấu thứ ba thôi. Và cái công việc dự đoán thì chúng ta đang gặp trục trặc một chút về vấn đề điện đóm ở vị trí người làm dự đoán, và mọi sự cố đang được khắc phục sẽ được em coi sẽ được chuyển về tài khoản các bạn một cách nhanh nhất thôi. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục quay trở lại với trận thi đấu này. Đây là màn hình máy của thủ BiBi là người cầm Babylon, còn đây màn hình máy của thủ Tiểu Bạch Long cầm Egypt. Vẫn bài bot tham là ổn, tân vua đầu tiên. Còn tiếp tục đến màn hình máy của thủ BiBi thôi. BiBi đang chém là tương đối hay. Ready, my dog, on top, I take, I ready, my dog, I take, 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 I take
Vâng, như vậy là Vanelove cũng đi sai rồi, tỷ số là 2-0 trong trận đấu thứ 3. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với chung kết đầu tiên của cặp đôi Vanelove và cái thủ Chipboy trong trận đấu thứ 3 thôi. Babylon Egypt. Còn bên kia là Kata của cái thủ Chipboy. Rất khó. Vâng, Tiểu Bạch Long trận đấu này thì chỉ việc ở nhà trong dân và xong quân thôi. Còn bên kia thì Tiểu Bạch Long xin lỗi bạn, BiBi chém rất tốt rồi. Và thi đấu với siêu nhân BiBi, cái gì nó cũng đơn giản hơn muôn phần.